chào cả nhà nha. Hôm nay sáng em đi thăm lú về em được một ít cua cả nhà ơi. Giờ em mời cả nhà cùng em đi xuống bắt cua, chói cua nữa nghe cả nhà. Trong mà tre nó nằm cá nó chui vô tre nó nằm. Dữ
lên em chới cua thôi cả nhà ơi. Sáng em được bấy nhiêu đây? Em được sáng em được bấy nhiêu cua đây? Giờ em chới cua nữa là xong nha cả nhà. Giờ em hẹn gặp lại cả nhà mình video sau nha.